Hello, xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay mình sẽ tiếp tục làm về con game Mùa Quý tiếp anh em nhá. Ok anh em ơi, vốn của mình hôm nay là một củ anh em ơi. Ok, về vốn một củ thì hôm nay mình sẽ vào con Blackjack anh em nhá. Trên này anh em ơi, như thường lệ anh em thấy video của mình hay em nhớ like, subscribe, đăng ký kênh ủng hộ mình nhá. Mình sẽ phát code đều cho anh em từ 30 tới 100k. Tha hồ cho anh em trải nghiệm anh em nhá. Đấy. Wow, phát đầu tiên trên 1 lít đấy anh em ơi. Test á, 17 điểm rồi anh em ạ. Wow, 19 điểm. Phát đầu nó lùm mấy rồi, cay nhỉ. Không sao anh em ơi, còn phát nữa mà lo gì. Thua ở đâu gấp 9 ở đấy anh em nhá. 9 lít 14 điểm. Thêm bài 20 điểm. Khó mà có cơ thua. Chân nó đang, ôi, quá là đẹp luôn. May quá anh em ơi. Nó vào ảnh phát thì mình đi đứt luôn anh em ạ. Vào con 8 mấy yêu chứ. Thằng này chắc đang cay lắm đây. Tiếp tục là 9 lít. Trời ơi, 20 điểm. Khó mà có cơ thua. Ok. Dễ hòa đấy anh em ạ. À. 10x ở thế này không có thua rồi. Quắc rồi, ngon rồi. Lại ăn rất là ngon luôn anh em nhá. Lại tiếp tục 9 lít. Bây giờ mình đánh số lẻ anh em nhá. Trời ơi. Ui, quá rồi, chân này xấu quá anh em ạ. Để cũng không được mà bắt cũng không xong. Thôi, nói chung là quá. Ồ, cái 20 điểm anh em ơi. Nó lùm thằng kia luôn. Tiếp truyền tiếp anh em ơi, xem nào. Vẫn là 9 lít. Có thằng vào chơi cùng của anh em ạ. Nãy giờ solo hơi mệt. Úi giời, quắc luôn anh em ơi. Cay thế nhờ. Còn mới vốn 9 lít đấy anh em ạ. Bây giờ nhà cái quắc mình cũng không ăn được nó rồi. 17 điểm, vừa khéo luôn. Đỡ phải bóc mệt. Hai thằng quắc. Nhà cái không có cơ thua rồi. Phát này là phát mấu chốt này anh em ơi. Một ăn càng à phải không này. Tất tay. 14 điểm. Con 6 như lúc này đi. Wow, còn 4, 18 điểm cũng được anh em nhé. À, đúng rồi, 18 điểm. Quá rồi, ngon. Chiến đứt được anh em ạ. Nó còn vương vấn. Kiếm tiền là làm cái quất cây đào cho nó rực rỡ anh em nhé. 15 điểm đang rất là thấp luôn. Thế bài, ôi, vào đúng khớp luôn anh em ơi. Không cần thua anh em nhé. Ok. Tiền nó lại lên anh em ạ. À. Đấy, cứ lắt nhắt thế là cũng được anh em ơi, góp giỏ thành báo. Tiếp nào. Cứ mỗi phát đánh là của là một cây quất đấy anh em. Đấy. Cây quất tầm trung thôi. Một cây quất tầm trung hoặc một cây đào tầm trung anh em ạ. À. Quắc ấy. Dễ quắc lắm anh em ạ. À. Đấy, biết ngay mà bài này 15 điểm mà bóc nữa thì có mà tiếp tiếp nào, cứ phát 9 lít thế này 10 phát có 9 cu là ok, gấp đôi số điểm 18 điểm lại thơm anh em nhá. 18 điểm sợ gì nữa, thằng này quắc luôn này anh. Tiếp này, wow, quắc đấy, cứ bóc 15 điểm này quắc với con này. Wow, phát này được ít đôi anh em ạ. 5 cu tư lại 9 lít anh em ạ. Số 9 đang rất là đẹp. Ồ, Blackjack luôn ạ. Lại x đôi ạ. À? À không, cái này x rưỡi thôi. 19 điểm, dừng luôn. Đỏ thế là nó vào con đành là hòa anh em ạ. À. Hai con xì giống nhau luôn. 6 cú bài, ok, phát là tiếp này. Tiếp này, tiếp này, anh em xem này. Úi trời, tí nữa thì Blackjack tiếp anh em ơi. 15 điểm, ồ. Đừng có ảnh ấy, đúng ảnh luôn anh em ạ. À. Dễ quắc quá, đúng luôn. Con này mà bóc phát nữa là ăn nữa là ngon đấy anh em ạ. À. Là năm đồng nhổ luôn đấy. Hơi đen nhỉ. Hơi cay cay cay. Không nói nhiều nó ra bàn lớn luôn anh em ạ. À. Rất là cay luôn. Má nó. Đừng ăn được phát này mình nghỉ luôn đấy. Cay quá anh em ơi. Vào bàn xin sò nhất luôn nha anh em. Vào bàn xin sò nhất luôn. Tất tay luôn không nói nhiều. Bực thế nhỉ. Thế mà vẫn vào con ảnh. Đúng rồi, chán đời thật. Con chín rồi. Con ảnh 17 điểm ngưng thôi anh em nhé. Không chơi liều với nó đâu, con ba, con ảnh
Ôi sổ 17 điểm hỏa luôn. Mà nín thở luôn anh em. Tiếp tục lại tất tay. Ồ, đừng có bảo nó blackjack cái nhá. Anh đúng luôn. 21 điểm. Không có cái thắng đâu. Ồ, gì đây? Vẫn bỏ con 7 á. Wow. 21 điểm mà vẫn hòa được đấy anh em. Solo quá là căng luôn. Trời ơi, phát này đỡ đỡ đi, đỡ hộ đi. Không có cái thua anh em nhá. Nó vào gì của nó cũng thua mình. 19 điểm. Nó dọa với thằng kia thôi. Trời ơi, phát này quá là nguột nước anh em ơi, ra thôi. Không còn lưu luyến nữa anh em nhá. Ok. Vốn một cú mà lên 14 cú rưỡi đấy anh em, quá là đỉnh luôn đấy. Trừ ra là vẫn còn là lãi 13 cú rưỡi, ok. Quá là thơm rồi anh em ơi. Thế này thì chụp cái quất luôn nhé, nói làm gì nữa. Ok, nay mình sẽ dừng clip tại đây anh em nha. Anh em nhớ thấy hay nhớ đăng ký kênh. Tải lên dưới phần mô tả để giúp mình nhá. Cô thì bao nhiêu tiền cho anh em nhá. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những clip tiếp theo. Bye bye anh em.